Hello cả nhà, hôm nay thì mình đã trở lại để review một em giày khá là hot trong thời gian gần đây. Đó là em New Balance 530. New Balance 530 là một đôi giày chạy được phát hành vào năm 1992. Đôi giày này được rất nhiều người đam mê thể thao yêu thích do thiết kế đơn giản của nó. Ngày nay thì những đôi giày New Balance 530 không chỉ được sử dụng khi chơi thể thao mà nó đã trở thành một món đồ thời trang. Sự phổ biến của đôi giày này trong thời gian gần đây có thể được nói là đến từ những fashionista và đặc biệt là những nữ fashionista. Nếu mà mọi người lướt Instagram thì không khó để bắt gặp được hình ảnh của đôi giày này. Chất liệu được sử dụng trên đôi giày thể thao này là da và lưới, trong đó phần lưới nhiều hơn, giúp cho đôi giày cực kỳ thông thoáng. Về phần đế, New Balance trang bị cho em này đế giữa end cap và đệm gót upsole. Ngoài ra, đế ngoài bằng cao su dày mang lại sự ổn định và thoải mái khi đi. Dòng giày New Balance 530 có rất nhiều phối màu, nhưng mà mình đặc biệt thích màu trắng này bởi vì nó rất là đơn giản và có thể kết hợp với gần như là mọi loại outfit. Mọi người có thể mặc đồ thể thao cũng hợp, mà mặc đồ bánh bèo một chút cũng ok. Về size thì mình nghĩ là đôi này fit khá là đúng size. Mình đi đúng với size 38 mà bình thường mình vẫn hay đi. Giá retail của em này rơi vào khoảng 100 euro, tức là đâu đó khoảng 2 triệu rưỡi Việt Nam đồng. Tuy nhiên thì những màu hot gần đây nó đã sold out rất là nhanh ở trên web. Vì thế là để mua được đúng size của mình có thể mọi người sẽ phải trả giá resale. Tuy nhiên là resale của đôi này cũng không quá đắt. Nó chỉ chênh với giá retail một chút thôi và mình nghĩ là vẫn có thể chấp nhận được. Sau đây là phần on fit của mình để mọi người tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!